Dạ, Nông Cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các em quý vị có bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Bút Sau, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng lên cho các bác xem một máy cơ xích STIHL 023. Dạo thời gian gần đây thì rất nhiều các bác hay hỏi về hệ này các bác nhé, nhưng mà thật sự không có hàng để bán nên là không dám giới thiệu cho các bác. Thì hôm nay thì cửa hàng chúng mới về được một cây đó STIHL 023 nên là quay luôn cho các bác xem qua. Một con cửa hàng chuẩn bãi Đức đó. Đầu máy không, nặng là 4,6 kg, công suất là 40,2 cc các bác nhá. Đó, nói chung là con này nó rơi tầm phân khúc là tầm trung đó, cho các bác mà về sử dụng gia đình cũng như là về khai thác nhẹ nhàng chuyên nghiệp đó. Máy móc thì cực kỳ đẹp đấy các bác nhá, hàng bãi Đức nhưng mà tiêu thụ và sử dụng tại Nhật đó, mà nhập về Việt Nam là theo đường hàng bãi. Đây, không biết là đây chủ cũ người ta lại sao người ta lại đó, in luôn hẳn tên ở đây, không biết chữ Nhật. Các bác nào mà con am hiểu chữ Nhật thì dịch giúp em chữ này chữ gì các bác nhá. Đó, hệ STIHL 023, thông số của nó đây cho các bác nhìn qua nhá, tham khảo. Đó, tất cả tem mác của nó thì đảm bảo chuẩn chỉ hết rồi. Máy móc thì nguyên zin, nguyên đai, nguyên kiện. Thằng xích sử dụng ngon lành các bác nhé. Đó, làm xích nguyên zin. Mắt xích thì to bản nguyên các bác nhé. Con này thì xài xích là xích 91. Đó, làm bánh xe các bác nhé. Đó, theo máy của nó. Đây, tổng thể nội thất quay cho các bác xem luôn. Các bác nào ưng ý con này thì nhấc máy may và liên hệ qua cho em là số điện thoại 0354392929 để đặt hàng. Số điện thoại của em thì cũng xài số Zalo luôn, thì các bác nào sử dụng Zalo thì kết bạn qua Zalo cho em. Đó, thì chỉ cần để lại cho em địa chỉ, tên, số điện thoại thì em sẽ gửi hàng tận nơi cho các bác. Đó, nói chung là về tổng thể con này thì em đảm bảo cho các bác là nguyên zin từ A tới Z nên là các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhé. Không có bùng chạm, chưa hề bùng chạm máy móc gì cả. Đó, dây giật thì còn mới cắn này. Đó, nhìn dây giật này, xuất sắc không ạ? Đấy, nó là chắc con này thì chủ cũ người ta bảo quản cũng tốt nên là về tổng thể máy móc thì còn ngon lành nguyên. Nòng hơi thì cứng cáp, đảm bảo cho các bác luôn. Và giá hiện tại thì con này thì em bán với giá là 4 triệu đồng các bác nhé. 4 triệu đồng miễn phí ship. Và được tặng cả phụ kiện, bộ phụ kiện bên em là gồm một tiếp mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh. Các bác nào ưng ý hoặc là chốt con này thì liên hệ qua cho em ngay để đặt hàng. Đó, giá 4 triệu đồng. Các bác nhé. Rồi, giá chỉ 4 triệu đồng thôi các bác. Cho các bác nào về sử dụng. Đó. Rồi, và để em test nổ cho các bác nghe qua tiếng máy luôn. Đó, máy móc thì em cũng đã căn chỉnh cũng như là test nổ, dọn nổ ngon lành hết rồi các bác nhá. Linh kiện thì em cũng đã kiểm tra từ A tới Z, đều đảm bảo cho các bác là ngon nguyên. Rồi các bác nào mà ưng ý hoặc là chốt con này thì nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em. Rồi em chào các bác, hẹn các bác video sau.